Hello mọi người, em Hoàng Lê đang có mặt tại khoa sơ sinh của bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, lần đầu tiên vào trong đây. Hình như mọi người thấy là có một số trẻ đang nằm lọng ấp những cái ngày cực Tết này. Bé này là lúc sinh là có những cái bệnh sử như thế nào chị? Là nằm ở đây lâu chưa chị? Chưa, 4 ngày. 4 ngày à hả? Bé này là dự định khi nào mới được ra khỏi phòng này? Chưa biết ha. Kéo vô đi, kéo vô. Kéo vô là tôi chạy. Chị kéo mới thở mà. Chị kéo vô, chị kéo thử rồi mấy hình. Mình trực bệnh viện trong mấy ngày cận Tết này, cảm xúc của mình có khác những ngày thường chị? Cũng bình thường hả? Bình thường. Nhà tết cũng như nhà bình thường. Dạ. Chị ốc lại một phần. Như cái bé này là bữa giờ là mình đã hỗ trợ cho nó những cái gì rồi chị? Kiểu cái điều trị á. Hô hấp, hỗ trợ dinh dưỡng. Dạ. Chăm sóc những cái thường ngày cho em bé, cho em. À. Thay tỏ, vệ sinh. Ừ. Cái công việc hàng ngày của một điều dưỡng sơ sinh đó hả? Dạ, thuốc, điều trị thuốc của bác sĩ. Như là làm những ngày cận Tết này bệnh nhân đông quá rồi, có về nhà thường xuyên với gia đình không? Em ở xa mà, nên là tôi đang muốn về một lần. À, ở xa hả? Rồi, Tết có phải trực giao thừa không? Chị là ở huyện nào? Bình Sơn. À, Bình Sơn. Cách ở đây bao nhiêu cây? 40 cây. Cũng xa ha. Mình làm ở bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi lâu chưa? Chị là điều dưỡng Võ Thị Mỹ Hảo hả? Dạ. Mới 1 năm vậy chắc còn trẻ đúng không? Trẻ. 20 mấy? 23. Quá trẻ luôn. Năm mới mình có muốn gửi lời nhắn nhủ gì với cái đồng nghiệp mà không may mắn như mình trực xuyên giao thừa không? Gửi gắm là mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Trước là em hay vô Từ Vũ, nhưng mà đây là lần đầu tiên vô viện Sản Nhi Quảng Ngãi luôn. Từ Sài Gòn ra sẵn đến tham quan luôn để... Mà không ngờ là bệnh viện ở Quảng Ngãi có một cái bệnh viện sản nhi lớn với lại hiện đại như vậy. Dạ. Dạ. Khoa mình có đông nhân sự không chị? Khoa cả bác sĩ, cả điều dưỡng là khoảng 20 người. 20 người. Từ tháng Chạp đến giờ là mình đã cấp cứu, mình hỗ trợ cho bao nhiêu trường hợp sinh non rồi? Cũng khá nhiều đó. Thống kê được không? Thống kê thì khoảng vài trăm không? Ừ. Nhưng mà ra vô liên tục hả? Dạ đúng rồi. Coi như đây là cái mùa Tết thứ hai của mình ở bệnh viện. Dạ đúng rồi. Đây là mùa Tết thứ hai. Ở xa vậy mà cứ làm việc ở đây từ sáng đến tối rồi chắc cái mình cũng không có thời gian chăm sóc nhiều đến cá nhân những cái thời gian riêng tư của mình á. Ra này mình đang làm gì cho bé chị? Giáo lại cái đúng. À, còn cái hai bé nằm bên kia là nó bị gì? Một đứa là nhẹ cân mà. Cái đứa bên này là nhẹ cân. À. Bên trái là nhẹ cân mà. À, anh kia cũng non luôn. Mấy đứa này chắc về trước Tết đó hả chị? Gì vậy chị? Chán lại cái bên.
À, nhớ là cái băng. Một ngày như vậy là mình phải dán cho bé là mấy lần? Thường cái chim này là tụi em tới ngoài lần thứ hai, sau ba ngày là thay một lần. Mà nó dơ thì tụi em thay. Hai ba ngày thay lần? Thay kim. Chứ mà tụi nó cũng thích khi được thay ba ngày. Ừ. Tìm dịch nhiều nó sẽ hơi xế. Rồi một ngày là ba mẹ được vô thăm mấy lần? Dạ một. Ừ. Chàng trai này là nay là được bao nhiêu ký rồi? Ký bảy. Lúc mới sinh là bao nhiêu ký? Ký bảy luôn. À, chưa mới vô mà đúng không? Đúng chưa rồi. Có lên cân nhiều. Với lại mấy đứa này nó có thời gian đầu sụt cân sinh lý nữa. Chăm sóc ngoài cũng quen nhưng mà ba mẹ là chắc là lo lắng đúng không? Làm cách nào để mình trấn an tinh thần của cha mẹ? Lo lắng cho ba mẹ nó ạ. Ba mẹ lo lắng cho con á, làm cách nào để mà cho họ có thể yên tâm mà để con trong trong này á hả? Thì bác sĩ sẽ gặp giải thích bệnh. Như buổi chiều vô một lần là họ sẽ thái cấp tụi em làm việc. Các bác sĩ làm một cái gì thủ thuật hay là điều trị cái gì cũng thông báo cho mình ngoài hết. Giải thích tình hình hàng ngày. Mình ngồi bé bên này có cần thay gì không chị? À, bịt mắt lại hả? Cái đèn đó là đèn giữ ấm hay sao vậy? Đèn chiếu màn da. À, chiếu màn da là bị bẹp vàng da ha. À, như mọi người nghe những cái chia sẻ của một chị nữ điều dưỡng còn rất trẻ, mới 23 tuổi ở khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Thì những cái ngày Tết này với họ thì công việc vẫn là tích cực chăm sóc các bệnh nhân, bệnh nhi, là những đứa trẻ sinh non mới vừa chào đời tại đây. Và như mọi người thấy thì những ngày này bệnh nhi ở đây hiện tại thì đã xuất viện gần hết rồi, nhưng mà những cái ngày trước thì rất là đông. Có những điều dưỡng, có những nhân viên y tế ở xa phải ở lại. À, họ làm tích cực để họ mong những cái ngày cận Tết về với gia đình. Đây là một cái địa chỉ cũng khá là tin cậy nha mọi người nha. Em được giới thiệu qua đây để mà theo dõi thì thấy Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi rất là rộng. Trang thiết bị cũng hiện đại và đã cứu sống được nhiều trường hợp rồi. À, mong là người dân ở khu vực này có thể đến đây để mà ủng hộ bệnh viện, cũng không có cần đi xa xôi ở Đà Nẵng hay là phố Sài Gòn chi. Tại vì bệnh viện ở tỉnh mình cũng rất là chất lượng rồi. Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này nha. Chúc mọi người một cái Tết thật là vui. Chào mọi người.